cái đề xuất của mấy em là từ chuyện vấn đề là coi mức độ hấp dẫn nó đủ hấp dẫn hay không. Cái thứ hai là với cái lượng hàng mà khuyến mãi của mình như vậy á thì có đủ để làm cho cái chương trình đó hay không. Nếu mình làm mạnh quá người ta ào cho người ta mua thì mình lại không có đủ cái lượng keo để mình tặng đúng không? Cho cái nhóm của em giờ được 100 chai đúng không? Cái việc mà bán 300 sản phẩm ấy cũng khả thi á, anh nghĩ là khả thi chứ không phải khả thi đâu. Cái em mà nó mua mà 2-3 chai là bình thường á, hoặc hai em nó góp lại nó mua là bình thường, cho nên coi chừng chẳng đi không đủ lượng keo để tặng nha. Rồi, Thì một giờ chỗ của em bán phải mấy em phải tính tới phương án như không vậy, gì? Là công nhận là kiếm được trước thôi mấy em phải tính tới phương án như vậy. Nếu như cái lượng keo mà công ty cho mấy em không đủ thì sao, mấy em vẫn có quyền mua lượng keo còn lại với giá tốt để được tặng vô tiếp tục đúng không? Mấy em mua lượng keo cái giá tốt đó mấy em tặng tiếp cho cái phần khách hàng phía sau, chứ người ta chẳng lẽ có 100 người đến mua 3 chai cái xong mấy người sau em không cho, em đã công bố chứ.